thấy cá bự gõ gàng. Cá lóc thì chỉ cần cá độc đó nữa thôi, cá cát. À, bự hơn cá nãy không? Bự không? Ồ, ồ, cá kìa. Đấy, cá lóc đông chín hiệu mọi người. Còn chú tới đây. Ồ, lên. Đấy nè. Quá trời đông rồi. À, lên cá lóc đông nữa rồi. Rồi đó. Chết đó. Hả? Hả? Cá độc đó nữa coi. Ủa? Còn chuối cho đó còn. Ồ, lên. Ví dụ này cá gì lắm cá. Cái này còn con nhỏ. Thọt cho đó coi. Chạy rồi, nhắc hơi vậy, nhắc chạy rồi. Cửa trời. Như có chút xíu vậy. Đâu? Cái đó. Chỗ này hả? Ừ, cái này không không thua, cái này cỏ bông lúa. Bự, 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 bự. Từ từ, đừng gấp, có gấp gáp. À, bự hơn cá nãy không? Bự không? Ồ, ồ, con cá kìa. Đấy, cá lóc đông chín hiệu mọi người ơi, quá to rồi. Cá này cá rồng rõ ràng nè, con cá nó bị cắn sờ sờ mình cái nè. Cá này bệnh chạy qua tới đây luôn. Đấy nè. Dồn đây, cá bên đây, mấy cha kia thấy làm sao? Quầy, không dám bóp rồi, nó bơi vô, nó mò. Yếu mềm chứ. Mất rồi, còn không? À, còn thì... con cá bự đó mất rồi. Con đầu con. Bự hả? Thấy cá bự gỗ gàng. Ôi. Cá lóc đồng chín hiệu nha mọi người. To nè. Nè mọi người nhìn thấy cái mương gông. Quá trời gông luôn. Rồi, lên cá lóc đồng nữa rồi. Rồi. Rồi đó. Con cá này có cá. Ê, cá lên tim luôn kìa. Dích thương nè, có con cá gì đó không nè. Bỏ lại bơi, lại tiếp đi, lại bơi chạy giúp đi.